chết mẹ. Trái mạnh mẽ mới vừa tuột về. Còn đang do anh Hoàng. Không, không nữa. Ừ, nó ra chủ quan là nên vô thì có cầu thế mà không nói gì? Thôi rồi. Hả? Đầu chưa thấy vợt hả? Anh có mua không? Chưa biết tiền bạc ra. Cho phép mới mua đồ này kia hết 2 triệu mấy thế hả? Đầu tư gì như vậy? Qua cơm hả? Qua cơm biết qua cơm không? Biết biết cá mình chứ bản vẽ sao quá thôi ngoài vào quảng cáo quá kém chết. Ôi. Đẹp quá, cá đã nhanh xíu một lần. Đâu, phải mạnh chứ. Ấy là nhanh xuống, nhanh xíu rồi bụp ngược tay rồi. Hốp. Mới vô bị quằn quá hả? Hả? Mới vô bị quằn hả? Ừ, bị anh Hoài sơn cho anh hả? Anh Hoài quằn hả anh Sơn? Anh Sơn, anh Sơn. Mới vô biết gì quằn ta vừa thôi. Kiểu anh Sơn nó nói to, kiểu anh Sơn cũng anh làm việc với sếp nữ thoải mái. Kiểu lấy layout đánh chết rồi nhưng mà như không không không
có đem lại Osan à? Kiểu dạng ra rồi mà cái lu bu cái để đây ao ở đây luôn cái gì.